con của em. Anh ơi có phải trời nắng mưa? Hay hát đấy, vậy là nó. Anh ơi có phải trời nắng mưa? Bán hay. Mời số 3 này, mời số lên số 3 nhá. Cô rất thích cái phần gạ. Hello các bác nhá, Tết rồi. Tết về thật sự rồi. Qua là hoa cúc đèn nháy loạn xạ này. Các ngã đường rồi. Thì trong buổi chiều ngày nay, buổi chiều 26 nhá, anh Quyết lại về Lương Tài, Bắc Linh. Lắp cho bác thắm một bộ hát và nghe nhạc. Lương Tài dạo này em lỗ liên tục ạ. Thì em gì ở bên Quyết Thắng Thành Hà nói trên livestream cũng bảo bán liên tục ấy. Rất là may mắn với nhá. Anh nhân Lương Tài càng lắp của anh Nguyễn thì càng giới thiệu nhiều đấy, cũng là rất là vui nhá. Bởi vì khi em lắp thì em làm rất là cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ, sẽ đáp hay không nhá, kinh nghiệm nó có đồ đạc nó chuẩn, cho nên là anh em ủng hộ rất là nhiều luôn đấy. Đấy, em chưa thể lắp bên kia lại vẫn đèn tải liên tục đèn tải. Thì cũng là ngoài là té nước theo mưa không nhá. Tết đến rồi bác làm mà thấy cái giá kệ mình còn thiếu âm thanh đấy, có hoa đào, hoa cúc, bánh trưng với rồi gà rồi. Và thiếu âm thanh thì có nhu cầu liên hệ với em Hành Nguyễn nhé, phục vụ các bác đến ngày 30 trừ đêm thôi, trừ đêm này không làm thôi, còn riêng sáng quá nhá, đến chiều vẫn ok. Đấy, bên em thì đủ lực lượng, đủ hàng hóa, đủ phương tiện để vụ bác tại nhà và lắp ok tại nhà sướng quá nhá, đo đạc chính xác rồi, đúng tính toán được tí một thôi, cứ bật mic là hát thôi, bật điện là nghe nhạc thôi, rất là tiện dụng quá nhá. Đây là nhà bác Thắm nhá, ở Lương Tài, Bắc Linh. Phải nói công viên quá đẹp. Mấy ngày nay em toàn lắp công viên to này. Nhà có cái khuôn viên này thì đúng là chơi bời rồi ngắm cảnh rồi trồng cây rồi là thả cá thì không chịu được. Đấy, nhà Tết đến này liền nhảy nhiếc là sáng trưng. Đấy, chó đón chào cắn lóng cứt đây. Ôi kìa. Ôi. Cô đang hát này. Con bò em. Anh ơi có phải trời nắng mưa? Hay hát đấy, vậy là nó. Anh ơi có phải trời nắng mưa? Nghe bán hay. Mời số 3 này, mời số lên số 3 nhá. Cô rất thích cái phần gạ. Chú thì bấm bài thôi. Thank you.
chất lừa quá nhá. Một cặp loa JB KB612, con này nó rất hợp với chú luôn. Đem đánh rất lạnh, nhuyễn, mắt mềm. Một cặp súp TDC40, đồng hồ hệ thống máy đẩy cao cấp của VNO. Tiếng nhạc lanh canh luôn. Anh nhớ biên thủy có nhớ không? Đêm nay có người đàn ông chồng. Nhớ anh lại chú ơi, cái đầu rồi. Này chú. Love.